Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc xin gửi tới quý vị và các bạn bài phát biểu của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa năm 2022. Kính thưa các thế hệ nhà giáo lão thành, vâng, những xúc cảm đầu tiên em mong được giải bày với quý thầy cô giáo đi trước, những người thầy mẫu mực hiền thân cho truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư cao quý của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời mỗi con người có hai lựa chọn quan trọng nhất sẽ theo ta suốt cả cuộc đời, quyết định phần lớn chất lượng cuộc sống của chúng ta, nhất là về mặt tinh thần, đó là chọn nghề để gắn bó và chọn người để yêu thương. Và giữa vô vàn nghề nghiệp chân chính được lựa chọn, có lẽ chỉ nghề giáo là có được niềm hạnh phúc lớn lao và dài lâu, được ghi dấu, lan tỏa hình ảnh của mình trong rất nhiều cuộc đời khác với lớp lớp thế hệ học trò, ngay từ lúc chưa bắt đầu cho đến khi hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh nghề nghiệp của chính mình. Cũng như thế, con đường em và nhiều đồng nghiệp đã và đang đi luôn có bóng hình của những người thầy mà chúng em may mắn được gặp, được học. Từ những ngày bắt đầu dệt ước mơ lý tưởng về nghề, chúng em luôn có một hình mẫu để noi theo, luôn có người thầy truyền cảm hứng để chúng em ao ước mình muốn được như thầy cô ấy. Trong suốt những năm tháng cặm cụi với nghề, chính cách sống và cách làm nghề tròn tâm của thầy cô là điểm tựa, là động lực để chúng em tiếp tục tin yêu, đi qua những sao sắc chạnh lòng trước những khoảng lặng của nghề giữa nhịp sống hiện đại. Cảm ơn thầy cô đã là người dìu dắt, ươm mầm, nâng đỡ cho chúng em trên con đường nghề nghiệp. Cảm ơn những giá trị cốt lõi, bình dị và lắng sâu mà thầy cô gìn giữ, gieo truyền, đã giúp chúng em tin rằng cứ đi rồi sẽ đến, cứ tận tâm ươm trồng ý đẹp thì sỏi đá cũng trổ bông. Như lời thơ, những ước vọng từ trái tim thầm nhắc, khi biết gieo thì đá cũng lên mầm. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô, hẳn là tất cả những ai đã và đang theo dõi hoặc gắn bó với nghề giáo sẽ đồng cảm với tôi rằng chưa bao giờ hình ảnh người thầy lại gắn với quá nhiều nỗi niềm như thế trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở nhiều cấp học, trong nhiều sự việc khác nhau. Không thể phủ nhận rằng nhịp sống gấp vội với quá nhiều áp lực lo toan của xã hội đương thời đã tác động đến nghề dạy học và người dạy học. Thế nhưng những sự việc đáng buồn cùng phản ứng của xã hội về những gì liên quan đến nghề giáo càng khẳng định đó là một nghề không thể thay thế, và quan hệ giữa thầy với trò, với phụ huynh là một phạm trù đạo đức cần sự tinh tế, tôn nghiêm. Có chăng thực trạng xã hội này nhắc cho chúng tôi, những người làm nghề dạy học, ý thức sâu sắc rằng nghề mình bao giờ cũng cần sự chuẩn mực, phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe và kỳ vọng lớn lao của mọi thành phần xã hội. Vì thế, ngay lúc này, chúng tôi sẽ là người thực hành nhiều hơn nữa những bài học mà mình đã trao truyền cho trò, rằng con người sinh ra để trưởng thành sau những lần vấp ngã, để vững vàng tin yêu và thấu hiểu, bao dung sau những thử thách của cuộc đời, để gánh vác và tận hiến
cho những điều cao đẹp mình đã yêu thích và lựa chọn, rằng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, rằng muốn nhìn thấy được cầu vồng lung linh phải biết chấp nhận những cơn mưa xám xịt. Và như thế chúng tôi tự nhủ mình, lại đi trời xanh thêm, đi thật tròn tâm và tận tâm với nghề. Chúng tôi cũng ý thức rằng nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người, chính con người mới tạo nên sự cao quý cho nghề nghiệp. Vì vậy, giá trị tôn nghiêm cao quý của nghề giáo trước hết và trên hết phải được vun đắp từ ý thức, đạo đức, trách nhiệm và hành động cụ thể của từng người thầy. Thanh Vân, Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh để những điều nhân văn như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.